áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán Vietjet. Ngày hôm nay cô Vân rất là vui khi mà được đồng hành với các em trong phần tìm hiểu và trả lời các câu hỏi cũng như là bài tập trong bài học số 3, đó là phép cộng, phép trừ đa thức một biến. Trong tiết trước thì chúng ta đã tìm hiểu về đa thức một biến và cũng như là đã thực hiện được các cái phép cộng, phép trừ những đơn thức cùng biến và cùng số mũ. Đúng nào? Đơn thức một biến và cùng số mũ, đúng không? Thế thì ngày hôm nay chúng ta không chỉ đơn thuần là cộng các đơn thức nữa mà bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cộng và trừ các đa thức luôn. Vậy thì có liên quan gì đến buổi học hôm trước không? Các em sẽ chuẩn bị sẵn cho cô một cuốn sách giáo khoa bên cạnh để chúng ta có thể tiện theo dõi phần kiến thức áp dụng vào để làm bài tập nhé. Sau đây chúng ta sẽ đi vào câu hỏi khởi động của bài toán như sau. Phép cộng, phép trừ hai đa thức một biến được thực hiện như thế nào? Trong tiết trước thì học phép cộng, phép trừ những đơn thức một biến cùng số mũ rồi, đúng không? Nhưng ở đây là phép cộng, phép trừ không phải là đơn thức nữa mà là đa thức một biến. Vậy thì để trả lời là sẽ được thực hiện như thế nào? Thì cô và các em sẽ cùng đi trả lời các hoạt động tiếp theo cũng như là tìm hiểu phần kiến thức rút ra. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào hoạt động số 1 có nội dung như sau. A. Thực hiện phép cộng trong mỗi trường hợp sau: 5x mũ 2 cộng 7x mũ 2, ax mũ k cộng bx mũ k. B. Nêu quy tắc cộng hai đơn thức có cùng số mũ của biến. Ý A rất là quen thuộc, thực hành rất là nhiều ở bài học hôm trước. Ý B thì từ ý A chúng ta sẽ rút ra được quy tắc ở ý B. Vậy chúng ta sẽ làm ý A như sau. Nhớ lại kiến thức hôm trước, ở đây cùng biến x và cùng số mũ là 2 nên ta giữ lại 5x mũ 2 cộng 7x mũ 2, ta chỉ việc lấy 5 cộng 7 là bằng 12 và giữ nguyên x mũ 2, ta thu được bằng 12x mũ 2. Tiếp theo ở đây, ax mũ k cộng bx mũ k đã cùng x mũ k, cô chỉ việc thực hiện phép tính a cộng b. Và như vậy giữ nguyên x mũ k với điều kiện là k thuộc vào n sao, được chưa nhỉ? Từ đó chúng ta nhận thấy như sau. Rõ ràng là hai phép tính ở trên cô chỉ việc thực hiện cộng các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến có cùng số mũ. Vậy thì cô trả lời được để cộng hai đơn thức có cùng số mũ của biến, ta cộng hai hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Chuyển sang đến hoạt động số 2, cho hai đa thức bx bằng 5x mũ 2 cộng 4 cộng với 2x và qx bằng 8x cộng x mũ 2 cộng 1. A. Sắp xếp các đa thức bx và qx theo số mũ giảm dần của biến. B. Tìm đơn thức thích hợp trong dạng thu gọn của px và qx cho ở bảng sau, rồi cộng hai đơn thức theo từng cột và thể hiện kết quả ở dòng cuối cùng của mỗi cột. C. Dựa vào kết quả cộng hai đơn thức theo từng cột xác định đa thức rx là tổng của hai đa thức này, được chưa nào? Để chúng ta sẽ cùng quan sát nhé. Ý A là sắp xếp đa thức rất là đơn giản rồi. Sắp xếp số mũ từ cao xuống thấp, chúng ta làm như sau. Đa thức Px ban đầu là 5x mũ 2 cộng 4 cộng với 2x. Số mũ là 2, số mũ là 1 và không có số mũ, đang sắp xếp lộn xộn với cô sắp xếp này. X mũ 2 là cao nhất, vậy cô viết 5x mũ 2 cộng với 2x cộng 4, như vậy đúng là giảm dần rồi. Tương tự đến qx, 8x cộng x mũ 2 cộng 1, đây số mũ là 1, còn đây số mũ là 2. Như vậy chưa giảm dần, vậy cô phải viết x mũ 2 cộng 8x cộng 1. Như vậy sắp xếp theo thứ tự số mũ giảm dần, xong rồi. Đến ý B, chúng ta sẽ đi hoàn thiện bảng. Bảng này chúng ta sẽ hoàn thiện như sau. Đầu tiên là cột đầu tiên là cột viết các cái đa thức PX, QX là đa thức ban đầu. Và cuối cùng là RX là tên của đề bài đặt. Đơn thức có số mũ 2 của biến là, tức là đơn thức có chứa x mũ 2 ấy, thì chúng ta sẽ nhìn nhé, của PX này.
Của px thì là có 5x mũ 2, còn của qx thì là có x mũ 2. Tiếp theo, đơn thức có số mũ 1 của biến, tức là đơn thức chứa x ấy. Thế ở đây trên này cô giáo có cộng 2x, dưới này là cộng 8x. Thế thì ở đây cô viết là 2x và 8x. Số hạng tự do nghĩa là đơn thức không chứa x, ở trên này là 4, ở dưới này là 1. Như vậy cô điền được hai hàng đầu tiên, các em hiểu chưa nhỉ? Sau khi điền rồi thì ở ý hàng cuối cùng người ta bảo là cộng lại, đúng nào? Cộng các đơn thức có cùng số mũ này. 6 con x mũ 2 cộng 1 x mũ 2. Cô xin lỗi. 5 x mũ 2 cộng với x mũ 2 bằng 6 x mũ 2. 2x cộng 8x bằng 10x. 4 cộng 1 bằng 5. Và như vậy thì cô viết được đa thức Rx bằng 6x mũ 2 cộng 10x cộng 5. Được chưa? Vậy thì ở hoạt động này cô nhận thấy người ta đưa ra cho mình những cái nội dung như sau. Một là sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Đúng nào? Đều sắp xếp theo thứ tự giảm dần là ở ý A. Hai là lựa chọn những đơn thức có cùng biến, cùng số mũ là viết thẳng nhau, đúng nào? X mũ 2 với x mũ 2 thẳng nhau. X với x viết thẳng nhau, hệ số tự do viết thẳng nhau. Việc thực hiện phép cộng như vậy thì chúng ta gọi là cộng hai đa thức một biến bằng phương pháp là đặt, đúng nào? Đặt phép tính. Thế thì nó cũng chính là nội dung ở trong sách giáo khoa, thì các em có thể quan sát trong sách giáo khoa để xem là bằng phương pháp đặt tính thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như thế nào để làm được phép cộng hai đa thức một biến. Vận dụng kiến thức đó thì chúng ta sẽ đi vào làm luyện tập số 1. Để cộng hai đa thức px, qx, bạn Dũng viết như dưới đây có đúng không? Vì sao? Nếu chưa đúng, em hãy sửa lại cho đúng. Ở đây, đa thức px bạn ấy viết là bằng 6x mũ 2 cộng 3x trừ 1. Đa thức qx bạn ấy viết là 8x mũ 2 cộng 6 cộng 12x. Và thực hiện đặt tính px cộng qx ra bằng kết quả. Bạn ấy đặt thẳng hàng. 6x mũ 2 thẳng với 8x mũ 2 ta được 6 cộng 8 bằng 14x mũ 2. 3x đặt thẳng với 6, bạn ấy lấy 3x cộng 6 thì lại bằng 9x. Và đây là trừ 1 thì bạn ấy viết là trừ 1 cộng 2 thì viết là bằng 1 chứ không viết ra. Vậy thì chúng ta cùng kiểm tra xem kết quả này có đúng không nhá. Để đặt tính và thực hiện phép cộng hai đa thức một biến, chúng ta phải đầu tiên là sắp xếp theo thứ tự, đúng nào? Thì ở đây đa thức px đã sắp xếp rồi, đa thức qx thì lại chưa sắp xếp. Và thứ hai là các cái đơn thức có cùng biến và cùng số mũ thì phải đặt thẳng hàng nhau. Vậy ở đây cô thấy x mũ 2 với x mũ 2 đã đặt thẳng hàng rồi. 3x thì phải đặt thẳng với 2x, nhưng mà bạn ấy lại chưa đặt thẳng, đúng nào? Vì đó nên là khi bạn thực hiện phép cộng cái này là chưa đúng, đúng nào? Và chúng ta sẽ trả lời đây là bạn Dũng viết như trên là không đúng, do hai đơn thức có cùng số mũ của biến là chưa ở cùng cột. Đấy, phải là hai đơn thức có cùng số mũ của biến, phải cùng một cột nhé. Ở đây 3x là số mũ là 1, phải đặt thẳng với số mũ là 1 ở phía dưới là 2x, như thế nào? Và chúng ta sẽ sửa lại như sau. Đa thức px thì vẫn giữ nguyên, nhưng đa thức qx thì cô sẽ chuyển như sau. 8x mũ 2 cộng 2x cộng 6. Và khi chuyển như thế này cô nhận thấy x mũ 2 đã thẳng với x mũ 2, x đã thẳng với x và hệ số tự do đã thẳng với hệ số tự do. Vậy ta thu được px cộng với qx 8 cộng 6 14 x mũ 2, 3 cộng 2 bằng 5x, trừ 1 cộng 6 bằng 5. Và như vậy chúng ta kết luận được là px cộng với qx bằng 14 x mũ 2 cộng với 5x cộng 5. Chuyển sang đến hoạt động số 3 có nội dung như sau. Cho hai đa thức px bằng trừ 2x mũ 2 cộng 1 cộng 3x và qx bằng trừ 5x cộng 3x mũ 2 cộng 4. A là sắp xếp các đa thức px và qx theo số mũ giảm dần của biến. B viết tổng px cộng qx theo hàng ngang. Và C là nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến với nhau. D tính tổng px và qx bằng cách thực hiện phép tính trong từng nhóm. Chúng ta sẽ đi làm ở ý A, đó là sắp xếp hai đa thức này.
Px bằng trừ 2 x mũ 2 cộng 1 cộng 3x. Vậy là chúng ta phải sắp xếp từ cao xuống thấp, giảm dần. Mũ 2 là cao nhất, rồi đến mũ 1. Mũ 1 thì đây không điền số mũ, đúng không nào? Như vậy cô sắp xếp được là trừ 2 x mũ 2 cộng 3x và cộng 1. Qx bằng trừ 5x cộng 3x mũ 2 cộng 4. Vậy cô cũng sắp xếp theo thứ tự như sau. Đó là 3x mũ 2 cộng với trừ 5x cộng 4. Thì đây chúng ta có thể viết luôn ra đây nhé. Là 3x mũ 2 trừ đi 5x cộng 4. Đổi vị trí kèm theo dấu đứng trước nó. Xong ý A là sắp xếp rồi. Đến ý B là viết phép cộng. Ở những hoạt động trước là chúng ta thực hiện phép cộng hai đa thức này theo hàng dọc, đúng nào? Cộng theo cột dọc. Đặt phép tính đấy, thì ở hoạt động này yêu cầu chúng ta viết phép tính cộng theo hàng ngang. Vậy chúng ta có ngay là Px cộng Qx bằng trừ 2x mũ 2 cộng 3x cộng 1 cộng với 3x mũ 2 trừ 5x cộng 4. Vậy ở đây thì là đã viết theo hàng ngang, chính là chúng ta viết phép cộng hai đa thức theo hàng ngang. Đến ý C là thực hiện các cái phép cộng các cái đơn thức cùng biến và cùng số mũ, được chưa nhỉ? Chúng ta thực hiện cộng như sau, Px cộng với Qx, lúc này cô nhóm này. Ở trên đây là cô viết được phép cộng hai đa thức này. Và ở bước trên với bước dưới cô ta chỉ bỏ dấu ngoặc đi thôi. Thì đến đây cô giáo nhóm để thu gọn này, chúng ta cùng nhớ lại cái kiến thức về thu gọn đa thức ấy. Trừ 2x mũ 2 cô sẽ nhóm với 3x mũ 2, vậy ta viết mở ngoặc là trừ 2x mũ 2 cộng 3x mũ 2. Tiếp theo là dấu cộng, lại mở ngoặc. 3x cô nhóm với cùng biến với trừ 5x, vậy ta viết là cộng mở ngoặc 3x trừ 5x. Đóng ngoặc, rồi lại viết dấu cộng và mở ngoặc. Ở đây là còn số 1 cộng 4. Và đến đây chúng ta thực hiện trừ 2 cộng 3 là bằng 1x mũ 2. Vậy thì chỉ cần viết là x mũ 2. Đúng nào? Cộng 3x trừ đi 5x, 3 trừ 5 là bằng trừ 2. Và 1 cộng 4 là bằng 5. Vậy thì chúng ta đã viết được kết quả của phép cộng hai đa thức Px cộng Qx bằng x mũ 2 trừ 2x cộng 5. Ở hoạt động này, thực chất là dẫn dắt cho chúng ta đến kiến thức cộng hai đa thức một biến theo hàng ngang. Các bước A, B, C, D chính là các bước để thực hiện phép cộng này. Vậy chúng ta cùng xem lại nhé. Bước 1, viết các đa thức theo thứ tự sắp xếp là số mũ giảm dần, tức là sắp xếp đa thức này. Bước 2 là viết phép tính cộng theo hàng ngang. Trong phép tính cộng này, đầu tiên chúng ta phải viết các cái dấu đóng mở ngoặc trước đã, được chưa nào? Sau đó là phá ngoặc. Bước thứ 3 đó là chúng ta nhóm các cái đơn thức có cùng số mũ của biến. Và đến bước cuối cùng là thực hiện phép tính thôi, đúng không nào? Vận dụng, chúng ta sẽ đi làm luyện tập số 2. Tính tổng của hai đa thức sau bằng hai cách. Đa thức Px bằng 2x mũ 3 cộng 3 phần 2x mũ 2 cộng 5x trừ 2. Đa thức Qx bằng trừ 8x mũ 3 cộng 4x mũ 2 cộng 6 cộng 3x. Chúng ta đã biết là ở đây vừa tìm hiểu thì có hai cách tính tổng của đa thức, hay là có hai cách thực hiện phép cộng của đa thức. Cách thứ nhất là cộng theo hàng dọc. Cách thứ hai là cộng theo hàng ngang. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện từng cách một như sau. Tuy nhiên thì cả hai cách này chúng ta nhận thấy là đều phải sắp xếp theo cái thứ tự đã. Bởi vì ở đây cô nhận thấy Px và Qx, thứ tự của chúng còn đang lộn xộn, đúng không nào? Px thì cô giáo thấy 3 rồi đến 2 rồi đến 1 rồi, nhưng mà Qx thì chưa, đúng không? Nên cô sẽ làm như sau. Cách 1, cô tính tổng theo hàng ngang. Px cộng Qx bằng Px thì cô đưa vào trong ngoặc là viết lại đa thức Px. Cộng với Qx, cô cũng đưa đa thức Qx vào trong ngoặc trước đã. Bước tiếp theo, cô phá dấu ngoặc. Các em cùng quan sát này. 2x đằng trước dấu ngoặc này nó chẳng có dấu gì cả. Vậy các em viết nguyên si đa thức đầu tiên xuống. 2x mũ 3 cộng 3 phần 2x mũ 2 cộng 5x trừ 2. Nhưng đến đây phá dấu ngoặc ở bên này. Đằng trước dấu ngoặc là dấu cộng.
Vậy ta phải giữ nguyên. Đấy, các em sẽ nhìn cô giữ nguyên này. Trừ 8x mũ 3 thì xuống đây cô cũng phải viết trừ 8x mũ 3. Cộng 4x mũ 2, cô viết cộng 4x mũ 2, cộng 6 và cộng với 3x. Đến đây chúng ta sẽ nhóm các đơn thức một biến có cùng số mũ x mũ 3 với x mũ 3, x mũ 2 với x mũ 2 và x với x, hệ số tự do với hệ số tự do. Thế thì chúng ta sẽ làm được như sau. Mở ngoặc 2x mũ 3 thì sẽ nhóm với trừ 8x mũ 3. Hết x mũ 3 rồi, cô đóng ngoặc và viết tiếp theo là dấu cộng. Mở ngoặc trên là cộng 3 phần 2 x mũ 2. Nên ở đây cô không cần viết dấu cộng nữa và viết luôn là 3 phần 2 x mũ 2. Cộng 4x mũ 2, cô viết là cộng 4x mũ 2. Hết x mũ 2 rồi, cô đóng ngoặc và lại tiếp tục viết dấu cộng, mở ngoặc. Ở đây là cộng 5x thì cô viết là 5x cộng với 3x, đóng ngoặc. Cộng với, mở ngoặc. Ở đây là trừ 2 thì khi viết vào trong ngoặc cô cũng phải viết số trừ 2. Các em nhớ chưa nào? Cộng 6. Có rất là nhiều học sinh cứ bỏ đi cái dấu trừ thôi nên là dẫn đến nhầm dấu. Và đây là phần kiến thức cơ bản để chúng ta tiếp nối cho những cái kiến thức tiếp theo, nên các bạn chú ý nhé. Sau khi đã nhóm các cái đơn thức một biến có cùng số mũ, cô giáo thực hiện phép tính. 2 trừ 8 thì bằng trừ 6 x mũ 3. 3 phần 2 cộng 4 cô quy đồng bằng 11 phần 2 x mũ 2. 3x cộng 5x thì cô viết bằng 8x. Trừ 2 cộng 6 bằng 4, và vậy cô thu được là px cộng với qx bằng trừ 6x mũ 3 cộng 11 phần 2x mũ 2 cộng 8x cộng 4. Vậy các em nhớ nhé, bước đầu tiên là thực hiện viết lại hai đa phép cộng của hai đa thức. Bước 2 là bỏ dấu ngoặc. Bước 3 là nhóm. Nhớ là nhóm thì phải đặt các dấu cộng trước các cái dấu ngoặc, nhớ chưa nào? Và các em điền xuống đây thì trước cái số mà các em điền ấy, là dấu trừ thì viết dấu trừ, là dấu cộng thì viết dấu cộng. Sang đến cách số 2 là sẽ tính tổng theo cột dọc. Để tính tổng theo cột dọc chúng ta cần phải sắp xếp các cái đa thức này và xếp các cái đơn thức có cùng số mũ thẳng hàng với nhau. Vậy cô việc đầu tiên là cô phải sắp xếp. Px thì đã sắp xếp rồi, chúng ta không cần phải thay đổi gì cả. Nhưng đến qx cô cần phải đặt theo giống với px. Đầu tiên của px là x mũ 3, vậy cô cũng phải đặt cái đơn thức có chứa x mũ 3 của đa thức này là trừ 8x mũ 3. Tiếp theo ở đây là x mũ 2 thì cô cũng phải tìm và đặt đơn thức ở đây là cộng 4x mũ 2. 5x đi với 3x và trừ 2 đi với 6. Các bạn phải đặt thẳng hàng trước đã nhé. Nếu chưa thẳng hàng thì sẽ dẫn đến là thực hiện phép cộng dễ nhầm lẫn, nhớ chưa? Và đến đây thì cô tính như sau. Px cộng qx bằng 2 cộng trừ 8 bằng trừ 6, viết lại x mũ 3. 3 phần 2 cộng 4 bằng 11 phần 2 và viết thẳng xuống x mũ 2. 5x cộng 3x bằng 8x, trừ 2 cộng 6 là bằng 4. Như vậy ở đây thì cũng ra kết quả Px cộng qx bằng với cách thứ nhất là tính tổng theo hàng ngang, đúng nào? Và như vậy thì chúng ta kết luận được là Px cộng qx bằng trừ 6x mũ 3 cộng 11x mũ 2 cộng 8x cộng 4. Các em nhớ nhé, có hai cách để thực hiện phép cộng đa thức một biến. Một là cộng theo hàng ngang và hai là cộng theo cột dọc. Chúng ta chuyển sang đến hoạt động số 4. A nhỏ, thực hiện phép trừ trong mỗi trường hợp sau. 6x mũ 2 trừ, cô giáo xin lỗi, 2x mũ 2 trừ 6x mũ 2. AX mũ K trừ BX mũ K. K thuộc vào tập hợp N sao. B. Nêu quy tắc trừ hai đơn thức có cùng số mũ của biến. Hoạt động này khá là tương tự với hoạt động để xây dựng lên cách cái phép cộng, đúng nào? Thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như sau. 6X mũ 2 trừ, cô xin lỗi, 2X mũ 2 trừ 6X mũ 2 bằng, ở đây là cùng biến X và cùng số mũ là 2 nên cô giữ nguyên x mũ 2 và thực hiện phép tính 2 trừ 6. 2 trừ 6 bằng trừ 4, vậy ta được là bằng trừ 4 x mũ 2. Như vậy chúng ta chỉ việc giữ nguyên phần biến và số mũ trừ và thực hiện phép tính các cái hệ số của chúng. Và từ đó chúng ta có công thức tổng quát ax mũ k trừ b mũ k bằng a trừ b tất cả nhân x mũ k. Ở đây là k thuộc vào n là sao. Từ đó chúng ta có quy tắc trừ hai đơn thức có cùng số mũ của biến.
Để trừ hai đơn thức có cùng số mũ của biến, ta trừ hai hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Tức là chúng ta chỉ đi làm phép tính ở phần hệ số, còn phần biến thì giữ nguyên. Như thế nào? Chuyển sang đến hoạt động số 5. Cho hai đa thức PX bằng 4X mũ 2 cộng 1 cộng 3X và QX bằng 5X cộng 2X mũ 2 cộng 3. A. Sắp xếp đa thức PX, QX theo số mũ giảm dần của biến. B. Tìm đơn thức thích hợp trong dạng thu gọn của đa thức PX và QX cho ở bảng sau, rồi trừ hai đơn thức theo từng cột và thể hiện kết quả ở dòng cuối cùng của mỗi cột. C. Dựa vào kết quả trừ hai đơn thức theo từng cột xác định đa thức SX. Vậy ta sẽ thực hiện làm ở ý A về sắp xếp đa thức như sau. Ta có đa thức PX bằng 4X mũ 2 cộng 1 cộng 3X. Vậy thì ở đây số mũ 2 là cao nhất, X mũ 2 rồi đến X và cuối cùng là không có, đúng không nào? Vậy ta sẽ sắp xếp là 4X mũ 2 đến X ở đây là cộng 3X và cuối cùng là cộng 1. Tiếp theo là QX bằng 5X cộng 2X mũ 2 cộng 3. Vậy thì lớn nhất đây phải là X mũ 2, sau đó đến X và cuối cùng là không có X. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp X mũ 2 ở đây là 2X mũ 2 chuyển lên đầu cộng với 5X cộng 3. Vậy xong ý A là sắp xếp. Đến ý B là điền vào bảng. Các bạn cùng quan sát để điền vào bảng nhé. Đầu tiên là đa thức PX, đơn thức có số mũ 2 của biến, tức là đơn thức chứa X mũ 2 của PX là 4X mũ 2. Đơn thức có số mũ 1 của biến, tức là đơn thức chứa X ấy, ở đa thức PX chúng ta nhìn là 3X. Và cuối cùng là số hạng tự do ở đây chỉ là số 1 ở PX. Tương tự như vậy đến với đa thức QX thì đơn thức chứa X mũ 2 ở đây là 2X mũ 2, cô điền 2X mũ 2. Đơn thức chứa X ở đây là 5X, điền là 5X. Đơn thức chứa không chứa X, tức là đơn thức tự do, số hạng tự do ấy, ở đây là 3. Và đến hàng cuối cùng là thực hiện phép trừ 4X mũ 2 trừ đi 2X mũ 2 thì bằng 2X mũ 2. 4 trừ 2 là bằng 2. Tiếp theo là 3x trừ đi 5x, 3 trừ đi 5 thì bằng trừ 2. Và cuối cùng là 1 trừ đi 3, 1 trừ đi 3 thì bằng trừ 2. Và như vậy thì chúng ta đã điền được SX ở đây là kết quả của phép tính trừ các cái đơn thức có cùng số mũ, đúng không nào, của biến. Và đến đây thì cô sẽ viết được đa thức SX bằng 2x mũ 2 trừ đi 2x trừ 2, được chưa nào? Ta thực hiện các phép tính này và điền kết quả xuống dưới thì ta thu được kết quả của phép tính trừ PX trừ cho QX là SX bằng 2X mũ 2 trừ 2X trừ 2. Vậy ở đây thì bước đầu tiên là sắp xếp các cái đa thức có cái số mũ giảm dần. Sau đó thì viết là thẳng cột, đúng nào? Các cái đơn thức có số mũ giống nhau của biến thì sẽ viết thẳng nhau, x mũ 2 thẳng x mũ 2, x thẳng x và hệ số tự do thẳng với hệ số tự do, rồi thực hiện phép trừ. Và đó cũng chính là hoạt động thực hiện làm để dẫn dắt đến kiến thức trừ hai đa thức bằng cái phương pháp, bằng cái cách đó là theo cột dọc, như thế nào. Chuyển sang đến bài tập luyện tập 3 có nội dung như sau. Cho hai đa thức PX bằng 2x mũ 2 trừ 5x trừ 1/3 và QX bằng trừ 6X mũ 4 cộng 5X mũ 2 cộng với 2/3 cộng 3X. Tính hiệu PX trừ QX. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện kiến thức vừa tìm hiểu, đó là thực hiện phép tính trừ theo cột dọc. Và cô sẽ thực hiện đặt tính như sau, các em cùng quan sát. PX bằng 2X mũ 2 trừ 5X trừ 1/3. Trong biểu thức PX này cô để một khoảng trống ở phần trước 2X rất là rộng, đúng nào? Vậy tại sao lại như thế? Bởi vì khi cô đặt tính QX ở phía dưới thì cô nhận thấy như sau. Trong đa thức QX này có cái phần biến là X mũ 4 nhưng ở trên không có. Vì như vậy nên là nó không thể thẳng hàng được với cái hạng tử nào ở trên cả, nên nó sẽ thẳng hàng với cái khoảng trắng này. Được chưa nào? Cộng 5X mũ 2, X mũ 2 thì viết thẳng X mũ 2, vậy cô viết thẳng ở đây là 2X mũ 2. Cộng 3X viết thẳng với trừ 5X và cuối cùng là 2/3 thì viết thẳng với trừ 1/3.
Thực hiện phép tính như sau. Đối với phép trừ thì các em chú ý, bởi vì chúng ta rất dễ nhầm dấu. Ở đây thì không có cái gì trừ đi 6 phần trừ đi trừ 6 x mũ 4, vậy các em nhớ nhé. 0 x mũ 4 tức là chúng ta lấy 0 trừ đi trừ 6. Ở phần này đòi hỏi các bạn phải làm thành thạo phép tính trừ số nguyên. 0 trừ đi trừ 6 nghĩa là 0 cộng với 6 thì bằng 6 x mũ 4. 2 trừ đi 5, 2 trừ 5 bằng trừ 3, vậy đây là trừ 3 x mũ 2. Trừ 5 trừ đi 3, trừ 5 trừ 3 bằng trừ 8, vậy đây là trừ 8 x. Trừ 1 phần 3 trừ 2 phần 3 thì bằng trừ 3 phần 3 và bằng trừ 1, vậy cô viết là bằng trừ 1. Như vậy ở đây thì các em phải thật chú ý cho cô phép tính trừ số nguyên. Khi mà các bạn mới thực hiện làm thì chúng ta sẽ viết ra nháp các phép tính trừ nhé. Ví dụ như ở đây cô đọc đến đâu các bạn sẽ viết ra nháp để nhận thấy rõ này. 0 trừ đi trừ 6 các bạn viết ra nháp. Đó. Tiếp theo 2 trừ đi 5 viết ra nháp. Trừ 5 trừ đi 3 viết ra nháp. Trừ 1 phần 3 trừ đi 2 phần 3 viết ra nháp và thực hiện các phép tính đó rồi mới điền vào, tránh nhầm lẫn. Nhớ chưa nào? Đến khi mà các em làm quen rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy là nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Chuyển sang đến hoạt động số 6, cho hai đa thức px bằng trừ 3x mũ 2 cộng với 2 cộng với 7x và qx bằng trừ 4x cộng 5x mũ 2 cộng 1. A. Sắp xếp các đa thức px và qx theo số mũ giảm dần của biến. B. Viết hiệu px trừ qx theo hàng ngang, trong đó đa thức qx được đặt trong dấu ngoặc. C. Khi bỏ dấu ngoặc và đổi dấu mỗi đơn thức của đa thức qx, nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến với nhau. D. Tính hiệu bằng cách thực hiện phép tính trong từng nhóm. Vậy chúng ta sẽ cùng đi làm ở ý A trước nhé. Ta có px bằng trừ 3x mũ 2 cộng 2 cộng 7x. Đây là đa thức chưa sắp xếp và chúng ta sắp xếp lại, đó là trừ 3x mũ 2 cộng 7x cộng 2. X mũ 2 rồi đến x và rồi đến không có x. Qx bằng trừ 4x cộng 5x mũ 2 cộng 1 cũng chưa sắp xếp. Vậy cô sắp xếp ra được kết quả bằng 5x mũ 2 trừ 4x cộng 1. Và đến đây chúng ta đã làm xong ý A, đó là thực hiện sắp xếp đa thức theo số mũ giảm dần. Sau khi sắp xếp xong rồi, chúng ta chuyển đến ý B là viết phép tính trừ theo hàng ngang. Và người ta có ghi chú là qx thì phải đặt trong dấu ngoặc. Vậy đầu tiên cô viết lại đa thức px thì không cần phải đặt trong dấu ngoặc. Px bằng trừ 3x mũ 2 cộng 7x cộng 2. Viết lại đây, được chưa? Không đặt trong dấu ngoặc. Rồi đến phép trừ. Qx thì đặt trong dấu ngoặc nên cô mở ngoặc. Qx ở đây là 5x mũ 2 trừ 4x cộng 1. Sau khi viết theo hàng ngang và qx đặt trong dấu ngoặc, yêu cầu tiếp theo đó là phá dấu ngoặc hay là bỏ dấu ngoặc. Đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ thì ta phải đổi dấu. Đây các bạn cùng quan sát để cô đổi dấu nhé. Px trừ qx bằng trừ 3x mũ 2 vẫn giữ nguyên, 7x cộng 7x giữ nguyên, cộng 2 giữ nguyên. Và đây cô biến đổi như sau. Trừ 5x mũ 2 ở đây này. Đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ, cô đổi dấu. Ở đây các bạn nhìn cái mũi tên con chuột chuột của cô nhé. Ở đây không có dấu gì, chúng ta hiểu là dấu cộng. Như vậy dấu cộng 5x mũ 2 này bị đổi thành trừ 5x mũ 2. Trừ 4x cộng đổi thành cộng 4x và cộng 1 thì đổi thành trừ 1. Nào, các em hiểu bước tiếp theo là bỏ dấu ngoặc. Đúng nào? Đằng trước là dấu trừ, ta phải đổi dấu. Yêu cầu tiếp theo là nhóm các cái đơn thức có cùng số mũ. X mũ 2 nhóm với x mũ 2 với cô được trừ 3x mũ 2 trừ 5x mũ 2. Xong rồi cô đóng ngoặc và viết đến dấu cộng, mở ngoặc. Cộng 7x cộng 4x, vậy cô viết ở trong là 7x cộng 4x, đóng ngoặc. Rồi lại viết dấu cộng, mở ngoặc. Cộng 2 trừ 1, vậy cô viết là 2 trừ 1.
Như vậy xong ý C là nhóm các cái đơn thức có cùng số mũ rồi. Và đến ý D cô thực hiện. Trừ 3 trừ 5 bằng trừ 8. 7 cộng 4 bằng 11. Và 2 trừ 1 bằng 1. Ta thu được trừ 8x mũ 2 cộng 11x cộng 1. Và hoạt động này chính là một hoạt động dẫn dắt đến cái kiến thức thực hiện phép trừ đa thức một biến theo hàng ngang. Thì cách thứ nhất, bước thứ nhất ở đây là chúng ta phải lưu ý. Khi viết theo hàng ngang thì đa thức QX phải viết trong dấu ngoặc. Sau đó thì bỏ ngoặc. Và cuối cùng là nhóm rồi tính. Hiểu chưa nào? Vận dụng chúng ta sẽ đi làm luyện tập số 4 ở trang 59. Tính hiệu PX trừ QX bằng hai cách. Trong đó biết là PX bằng 6X mũ 3 cộng 8X mũ 2 cộng 5X trừ 2. QX thì bằng trừ 9X mũ 3 cộng 6X mũ 2 cộng 3 cộng với 2X. Và như vậy thì phép trừ đa thức một biến cũng tương tự như phép cộng. Có hai cách thực hiện. Một là đặt theo cột dọc. Hai là viết theo hàng ngang. Và chúng ta cùng quan sát. Cô đưa ra cái sự hướng dẫn ở đây. Đầu tiên là cô sẽ làm theo hàng ngang. Để làm theo hàng ngang thì cô cần phải viết phép tính trừ theo hàng ngang. Và cô nhớ được cái lưu ý đó là QX phải viết trong dấu ngoặc. Vậy thì ở đây cô chép lại đa thức PX trừ đi mở ngoặc và chép lại đa thức QX. Sau đó cô tiến hành bỏ dấu ngoặc. Vậy thì đầu tiên ở đây 6X mũ 3 vẫn giữ nguyên, cộng 8X mũ 2 giữ nguyên, cộng 5X giữ nguyên, trừ 2 cũng giữ nguyên. Đến đây bắt đầu bỏ dấu ngoặc, các em nhìn này. Đằng trước là dấu ngoặc là dấu trừ, ta phải đổi dấu. Vậy đây là trừ 9X mũ 3, cô đổi trừ 9X mũ 3 thành cộng 9X mũ 3. Cô đổi tiếp theo là cộng 6X mũ 2 đổi thành trừ 6X mũ 2. Cộng 3 cô đổi thành trừ 3 và cộng 2X thì cô đổi thành trừ 2X. Như vậy thì ở phép tính trừ, các em lưu ý là khi bỏ dấu ngoặc thì phải đổi dấu ở bên trong nhá. Cô giáo nhấn mạnh là cái chữ dấu ở bên trong. Đấy. Cô giáo chỉ lại một lần nữa này. Dấu trừ đổi thành dấu cộng. Dấu cộng đổi thành dấu trừ. Dấu cộng đổi thành dấu trừ. Dấu cộng đổi thành dấu trừ. Như thế nào? Bước tiếp theo là nhóm các đơn thức có cùng số mũ. Ở đây có x mũ 3. X mũ 3. X mũ 2. Đúng nào? X và hệ số tự do. Vậy cô nhóm x mũ 3 với x mũ 3 là 6 lần x mũ 3 cộng 9 x mũ 3 nhóm với nhau. Tiếp theo luôn viết dấu cộng, mở ngoặc, cộng 8x mũ 2 trừ 6x mũ 2. Vậy cô viết là 8x mũ 2 trừ 6x mũ 2, đóng ngoặc. Tiếp theo luôn là dấu cộng, mở ngoặc, cộng 5x trừ 2x, viết là 5x trừ 2x, đóng ngoặc. Tiếp theo luôn là dấu cộng, mở ngoặc, trừ 2 trừ đi 3. Như vậy xong bước nhóm các cái đơn thức cùng số mũ lại với nhau. Ở đây khi nhóm thì nhớ là liên kết với nhau bởi dấu cộng. Và đến đây cô tính 6x mũ 3 cộng 9x mũ 3, chỉ việc lấy 6 cộng 9 bằng 15x mũ 3. 8x mũ 2 trừ 6x mũ 2 là bằng 2x mũ 2. Vậy cô viết là cộng 2x mũ 2. 5x trừ 2x bằng 3x. Vậy cô viết là cộng 3x. Cộng với trừ 2 trừ 3, trừ 2 trừ 3 bằng trừ 5. Vậy cô điền luôn kết quả ở đây là trừ 5. Được chưa nào? Khi các em đã nhóm xong rồi, khi các em mà tính kết quả ấy, nó ra kết quả là dương thì mình viết dấu cộng. Nó còn nó ra với kết quả là âm thì mình viết luôn dấu trừ. Được chưa nào? Sang đến cách số 2 là tính hiệu theo cột dọc. Thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta cần phải đặt thẳng hàng. 6x mũ 3 thì phải đặt thẳng với trừ 9x mũ 3. Đã đặt thẳng hàng rồi. X mũ 2 thẳng hàng với x mũ 2. X thẳng hàng với x và hệ số tự do thẳng hàng với nhau. Đối với việc tính hiệu theo cột dọc thì các bạn lưu ý là phải đặt thẳng hàng. Được chưa nào? Các cái biến có cùng số mũ. Việc đặt này thì không khó khăn gì, đúng không? Nhưng đối với viết trừ, khi mà đặt cột dọc thì các bạn phải thật cẩn thận. Và cô vẫn hướng dẫn là các bạn sẽ nên viết ra nháp để theo dõi kết quả nhé. Các bạn cùng viết ra nháp và theo dõi xem cô đã thực hiện đúng chưa. Đầu tiên là cô đặt là 6
trừ đi trừ 9 nhá, các bạn nhớ là như vậy. 6 trừ đi trừ 9 có hai dấu trừ, các em viết ra nháp ấy. 6 trừ đi trừ 9 cô ra bằng 15, các bạn thử nhớ lại xem đúng là bằng 15 không. Thực hiện quy tắc trừ 2 số nguyên. Ta được 15x mũ 3. Tiếp theo này, 8 trừ 6, 8 trừ 6 bằng 2, cô viết luôn là cộng 2x mũ 2. 5 trừ 2 bằng 3, cô viết luôn là cộng 3x. Trừ 2 trừ 3 bằng trừ 5, vậy cô viết là trừ 5 chứ không phải là cộng 5 nhé. Ra kết quả là trừ thì viết là trừ, còn ra kết quả là dương thì viết là cộng, hiểu chưa? Vậy thì ở đây chúng ta đã thực hiện là cộng, cô xin lỗi, là thực hiện trừ hai cái đa thức một biến theo hàng ngang và theo hàng dọc. Như vậy thì qua các bài tập cũng như là hoạt động ấy, thì chúng ta đã tìm hiểu về cách thực hiện phép cộng, phép trừ đa thức một biến. Cả phép cộng và phép trừ đa thức một biến đều có hai cách làm. Một là thực hiện theo hàng ngang và hai là thực hiện theo cột dọc. Nhớ chưa nào? Vận dụng chúng ta sẽ cùng đi trả lời các cái bài tập ở trong bài học này. Đầu tiên là bài số 1, cho hai đa thức RX bằng trừ 8X mũ 4 cộng 6X mũ 3 cộng 2X mũ 2 trừ 5X cộng 1 và SX bằng X mũ 4 trừ 8X mũ 3 cộng 2X cộng 3. Tính A nhỏ RX cộng với SX, B RX trừ đi SX. Bài tập số 1 là thực hành làm phép tính cộng trừ các đa thức một biến này. Cô sẽ làm ở ý A như sau. Ở đây cô thực hiện theo hàng ngang. Đầu tiên cô viết phép cộng hai đa thức theo hàng ngang, cô chỉ việc chép lại. Và đây cô có thêm dấu ngoặc. Bước thứ hai là cô tiến hành bỏ dấu ngoặc. Ở đây bỏ dấu ngoặc của phần phép cộng rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc chép lại thôi. Trừ 8x mũ 4 giữ nguyên, cộng 6x mũ 3 giữ nguyên, cộng 2x mũ 2 trừ 5x cộng 1, như vậy là giữ nguyên. Ở đây là x mũ 4 trừ 8x mũ 3 cộng 2x cộng 3. Ở đây chỉ có mỗi chữ x mũ 4, chúng ta hiểu là cộng x mũ 4 thế nào. Vậy thì cô vẫn giữ lại, giữ nguyên cộng x mũ 4 trừ 8x mũ 3 cộng 2x cộng 3. Phá ngoặc xong rồi, cô nhóm. Nhóm vào trong dấu ngoặc các cái số, các cái đơn thức có cùng số mũ. X mũ 4 trừ 8x mũ 4 nhóm với cộng x mũ 4, xong rồi đóng ngoặc, liên kết với nhau bởi dấu cộng. Mở ngoặc, 6x mũ 3 nhóm với trừ 8x mũ 3. Ở đây là mũ 3 đi với mũ 3, xong rồi đóng ngoặc, đến dấu cộng. X mũ 2, ở đây chỉ có một mình 2x mũ 2 nên không nhóm với đơn thức nào cả và chỉ viết lại 2x mũ 2. 4, 3, 2 rồi, đến 1, đúng nào? Thì đó chính là dấu cộng, mở ngoặc. Ở đây là trừ 5x, cô phải đưa cả dấu trừ vào trong ngoặc này luôn. Là trừ 5x cộng 2x, đóng ngoặc, cộng với mở ngoặc 1 cộng 3. Vậy thì ở đây là bước nhóm, đúng nào? Thì các bạn chú ý, nhóm thì nối với nhau bởi dấu cộng và phải đưa các cái dấu đứng trước vào theo cùng trong dấu ngoặc nhé. Đến đây thực hiện này. Trừ 8 cộng 1 trừ 8x mũ 4 cộng 1x mũ 4 là bằng trừ 7x mũ 4. 6x mũ 3 trừ 8x mũ 3 là bằng trừ 2x mũ 3. Vậy cô không viết dấu cộng này nữa mà cô điền luôn kết quả của phép tính nhá. Kết quả của phép tính này là 6 trừ 8 bằng trừ 2. Vậy cô điền là dấu trừ 2 chứ cô không điền dấu cộng này nữa. Được chưa? Đấy, trừ 2x mũ 3 cộng 2x mũ 2 thì vẫn giữ nguyên bởi vì không thực hiện gì cả. Trừ 5x cộng 2x bằng trừ 3x nên cô viết luôn kết quả là bằng trừ 3x. 1 cộng 3 bằng 4, như vậy viết là cộng 4. Nhớ chưa nào? Kết quả mà dương thì mình viết dấu cộng, còn kết quả là âm thì mình viết luôn là trừ vào. Được chưa? Và chúng ta kết luận với SX cộng với RX là bằng trừ 7x mũ 4 trừ 2x mũ 3 cộng 2x mũ 2 trừ 3x cộng 4. Đến ý B là thực hiện phép trừ hai đa thức này, RX trừ đi SX. Bước đầu tiên cô cũng phải viết ở trong ngoặc trước. Đa thức RX thì cô chép lại là trừ 8X mũ 4 cộng 6X mũ 3 cộng 2X mũ 2 trừ 5X cộng 1. Trừ đi mở ngoặc. Đa thức của SX là X mũ 4 trừ 8X mũ 3 cộng 2X cộng 3.
Bước 1 là viết theo hàng ngang. Bước 2 là bỏ dấu ngoặc. Bắt đầu bỏ dấu ngoặc nào. Dấu ngoặc đầu tiên thì không có đằng trước, nó không có dấu gì cả. Vậy mình viết lại y nguyên từ trừ 8x mũ 4 cho đến cộng 1 là giữ nguyên. Đúng nào? Nhưng đến dấu ngoặc thứ 2, cô giáo nhấn mạnh lại là đến dấu ngoặc của phép trừ. Đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ, ta phải đổi dấu. Bắt đầu đổi này. Các bạn nhìn theo con trỏ chuột của cô ấy. Ở đây này. Chỗ này không có dấu gì cả. Nhớ chưa? Thì đến đây thì phải hiểu là dấu cộng. Cộng thì bị đổi thành trừ. Như vậy đây là trừ x mũ 4. Trừ thì bị đổi thành cộng là cộng 8x mũ 3. Cộng thì bị đổi thành trừ là trừ 2x. Ở đây cộng cũng đổi thành trừ là trừ 3. Thật cẩn thận bước đổi dấu này cho cô. Và đến đây thì nhóm như cái cách cô hướng dẫn ở phía trên. Chọn những đơn thức có cùng số mũ và liên kết ở với các dấu cộng. Thì ở đây, trừ 8x mũ 4 đưa vào trong ngoặc cũng phải có dấu trừ này. Trừ x mũ 4 đưa vào trong dấu ngoặc cũng phải có dấu trừ này. Và liên kết với dấu cộng này, mở ngoặc. 6x mũ 3 cộng 8x mũ 3 cộng với 2x mũ 2 cộng. Trừ 5x cô phải đưa vào cả dấu trừ là trừ 5x. Trừ 2x cũng đưa vào là trừ 2x. Được chưa? Cộng với 1 trừ 3 và kết quả ra bằng trừ 9x mũ 4 cộng 14x mũ 3 cộng 2x mũ 2 trừ 7x cộng 2. Và ta kết luận được phép trừ này là bằng kết quả như trên. Vậy thì ở bài tập số 1 chúng ta đã luyện tập cách thực hiện phép tính cộng, phép trừ, các cái đa thức một biến. Như thế nào? Bước 1 ở đây là cô đã thực hiện theo hàng ngang. Bước 1 là viết theo hàng ngang đưa vào trong dấu ngoặc. Bước 2 bỏ dấu ngoặc. Bước 3 nhóm. Và bước 4 là thực hiện phép tính. Chuyển sang đến bài tập số 2. Xác định bậc của hai đa thức là tổng hiệu của AX bằng trừ 8x mũ 5 cộng 6x mũ 4 cộng 2x mũ 2 trừ 5x cộng 1 và BX bằng 8x mũ 5 cộng 8x mũ 3 cộng 2x trừ 3. Ở bài này là bài xác định bậc của đa thức các em ạ. Nhưng mà cái đa thức nào thì chưa biết được. Đa thức ở đây nó là tổng, là hiệu của hai đa thức này. Vậy thì chúng ta phải đi tính xem là tổng của hai đa thức này là như thế nào. Hiệu của hai đa thức này là như thế nào. Rồi mới đi xác định gì đây? Bậc, nhớ chưa nào? Vậy chúng ta sẽ đi xác định tổng trước nhé. Đầu tiên, phép cộng, cô giáo viết theo hàng ngang. Rồi, phép cộng thì ở đây viết theo hàng ngang. Và dấu cộng thì không quan trọng đổi về dấu, nên cô chỉ việc viết là y nguyên. Sau khi viết xong rồi thì cô nhóm các cái hạng tử có cùng số mũ, x mũ 5 với x mũ 5 này. Trừ 8x mũ 5 cộng 8x mũ 5. 6x mũ 4, x mũ 4 chỉ có một mình 6x mũ 4 thôi nên không nhóm với gì cả. X mũ 3 cũng chỉ có 8x mũ 3 cũng không nhóm với gì cả. 2x mũ 2 cũng không nhóm với gì cả. Đến x có trừ 5x cộng 2x. Được chưa nào? Và đến hệ số tự do là có 1 trừ 3. Và đến đây ta thực hiện được là bằng trừ 8x mũ 5 cộng 8x mũ 5 bằng 0. Đây ta được 6x mũ 4 cộng 8x mũ 3 cộng 2x mũ 2. Trừ 5x cộng 2x bằng trừ 3x. Vậy cô điền luôn là dấu trừ 3x vào đây, chứ không viết dấu cộng nữa. 1 trừ 3 bằng trừ 2, cô cũng điền luôn là trừ 2 vào đây. Vậy thì trong cái phần các em nhóm ấy, cái bài này thì có rất là nhiều cái chỗ mà không phải nhóm với cái gì cả, đúng không? Cụ thể là x mũ 4 này, cụ thể x mũ 3 này, x mũ 2 không phải nhóm, đúng nào? Bởi vì nó chỉ có một mình. Và như vậy ấy, thì các em thường sẽ bị là nếu như các em mà không sắp xếp nhá, thì sẽ dẫn đến là bị thiếu sót. Nhớ chưa nào? Thiếu những cái hạng tử trong phép tính này khi nhóm. Vậy thì cái lưu ý ở đây là các em sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là làm số mũ từ cao xuống thấp. Kiểm tra là x mũ 5, được chưa? Rồi đến kiểm tra x mũ 4, rồi đến x mũ 3, rồi đến x mũ 2. Cứ như vậy thì sẽ không bị thiếu. Chứ còn chúng ta cứ lựa chọn theo không có cái thứ tự nào cả thì sẽ dẫn đến là bị sót. Và đến đây chúng ta có tổng của AX cộng BX là bằng đa thức này. Tiếp theo thực hiện đa thức AX trừ BX thu được như sau. Đối với đa thức AX trừ BX thì cô không viết ngay mà cô phải có thêm một bước là đưa vào trong dấu ngoặc đã. Nhớ chưa nào? Đặc biệt đa thức BX này phải đưa vào trong dấu ngoặc. Rồi cô mới đến bước phá dấu ngoặc.
Vậy thì đa thức AX từ đầu là từ trừ 8X mũ 5 đến 1 là cô giữ nguyên. Em nhớ chưa? Đến đây cô bắt đầu phá ngoặc. Cộng 8X mũ 5, ở đây thì chẳng có dấu gì của, nhưng cô có thể hiểu là cộng 8X mũ 5 đổi thành trừ 8X mũ 5. Cộng 8X mũ 3 đổi thành trừ 8X mũ 3. Cộng 2X đổi thành trừ 2X và trừ 3 thì đổi thành cộng 3. Đến đây nhóm lại. Trừ 8X mũ 5, trừ đi 8X mũ 5. Cộng mũ 5 rồi đến mũ 4, 6X mũ 4. Nhìn tiếp đằng sau. Không có. Mũ 4 rồi đến mũ 3. Lại nhìn theo con trỏ chuột này. Theo dõi này. Trừ 8X mũ 3. Viết trừ 8X mũ 3 và cũng không có gì nữa cả. Mũ 3 rồi đến mũ 2. Lại nhìn theo con trỏ chuột. 2X mũ 2 cũng chỉ có một mình nên không có gì cả. Được chưa nào? Và như vậy đến tiếp theo là lại dùng cộng để nhóm đến x này. Trừ 5x. Trừ 2x. À như vậy có. Vậy thì cô đưa vào trong dấu ngoặc để biết là cộng với trừ 5x, trừ 2x. Hết rồi, đóng ngoặc. Đến tiếp theo. Cộng 1, cộng 3. À hệ số tự do có. Như vậy cô viết là cộng với 1, cộng 3. Trừ 8, trừ 8 bằng trừ 16x mũ 5. 6x mũ 4 giữ nguyên, trừ 8x mũ 3 giữ nguyên, cộng 2x mũ 2 cũng giữ nguyên. Trừ 5x trừ 2x là bằng trừ 7x, vậy cô điền luôn là trừ 7x. 1 cộng 3 bằng 4, vậy cô viết là cộng 4. Và sau khi thực hiện rồi thì cô đã tìm được tổng của hai đa thức này là đa thức 6x mũ 4 cộng 8x mũ 3 cộng 2x mũ 2 trừ 3x trừ 2. Và hiệu thì là đa thức ở phía dưới, đúng không nào? Do đó thì cô tính được ở đây bậc của đa thức là tổng của hai đa thức này là bậc là 4. Thế còn hiệu của hai đa thức này là một đa thức có bậc là 5, hiểu chưa? Chuyển sang đến bài tập số 3 có nội dung như sau. Bác Ngọc gửi ngân hàng thứ nhất 90 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm, lãi suất là x% trên 1 năm. Bác Ngọc gửi ngân hàng thứ hai 80 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm. Lãi suất là một là x cộng với 1,5% trên 1 năm. Hết kỳ hạn 1 năm, bác Ngọc có được cả gốc và lãi là bao nhiêu? A ở ngân hàng thứ hai và B là ở cả hai ngân hàng. Thì chúng ta sẽ cùng nhớ lại cả gốc cả lãi thì gốc thì đã có sẵn rồi, đúng nào? Gốc ở ngân hàng thứ nhất là 90 triệu đồng, gốc ở ngân hàng thứ hai là 80 triệu đồng. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi thể hiện là lãi là bao nhiêu thôi. Muốn tính lãi, ta lấy số tiền gốc nhân với lãi suất thì sẽ ra số tiền lãi, đúng chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên ở ý A, hết kỳ hạn 1 năm thì tiền lãi bác Ngọc nhận được ở ngân hàng thứ hai là, bác Ngọc gửi ở ngân hàng thứ hai là 80 triệu đồng với lãi suất là x cộng 1,5%. Vậy số tiền lãi thu được sẽ bằng số tiền gốc là 80 nhân với lãi suất là x cộng 1,5%. Thì cô sẽ ra thu được kết quả như sau. 80 nhân với x cộng 1,5 phần 100. Và cô thu gọn được bằng 4 phần 5 nhân với x cộng 1,5. Và đến đây cô nhân ra là bằng 0,8x cộng 1,2, đơn vị là triệu đồng. Như vậy đây chính là số tiền lãi. Sau khi có số tiền lãi rồi, cô sẽ tính được cả gốc cả lãi như sau. Khi hết kỳ hạn 1 năm, bác Ngọc có được cả gốc và lãi ở ngân hàng thứ hai là gốc là 80 triệu cộng với lãi là 0,8x cộng 1,2 triệu đồng thì sẽ ra được bằng là 0,8x cộng với 81,2 triệu đồng. Và vậy bác Ngọc nhận được 0,8x cộng 81,2 triệu đồng ở cả gốc lẫn lãi ở ngân hàng thứ hai khi hết kỳ hạn 1 năm. Sang đến ý B là ở cả hai ngân hàng. Thì ở ngân hàng thứ nhất thì cô đã tính được rồi. Bây giờ cô tính ở ngân hàng. Cô xin lỗi, ở ngân hàng thứ hai cô đã tính được rồi. Bây giờ cô tính ở ngân hàng thứ nhất. Khi hết kỳ hạn 1 năm thì tiền lãi bác Ngọc nhận được ở ngân hàng thứ nhất là bác Ngọc gửi ở ngân hàng thứ nhất 90 triệu đồng với lãi suất x%. Vậy số tiền lãi sẽ là 90 nhân với x%. Và đây bằng 90 nhân với x phần 100. Và đây sẽ bằng 9 phần 10x bằng 0,9x, đơn vị là triệu đồng. Khi hết kỳ hạn 1 năm, bác Ngọc có được cả gốc và lãi ở ngân hàng thứ nhất là gốc là 90 triệu đồng cộng với 0,9x triệu đồng. Và từ đó khi hết 1 năm,
bác Ngọc có được cả gốc và lãi ở ngân hàng, cả hai ngân hàng là 0,8x cộng với 81,2 là cả gốc và lãi của ngân hàng thứ hai. 90 cộng với 0,9x là ở ngân hàng thứ nhất, và ta thu được là 1,7x cộng với 171,2 triệu đồng. Vậy bác Ngọc nhận được 1,7x cộng 171,2 triệu đồng ở cả gốc lẫn lãi ở cả hai ngân hàng khi hết kỳ hạn. Chuyển sang đến bài tập số 4 có nội dung như sau. Người ta rót nước từ một can đựng 10 lít nước sang một bể rỗng có dạng hình lập phương với độ dài cạnh là 20cm. Khi mực nước trong bể cao h cm thì thể tích nước trong can còn lại là bao nhiêu? Biết rằng 1 lít thì bằng 1 decimet khối. Thế ở đây chúng ta có là đang rót vào một cái bể hình lập phương với độ dài cạnh là 20cm. Thế chúng ta sẽ xem là thể tích của cả cái bể, của cả cái bể này, bể hình lập phương này là bao nhiêu, đúng nào? Rồi trừ đi cái phần thể tích nước trong can, đúng nào? Khi mực nước trong bể cao h cm thì thể tích nước trong can còn lại bao nhiêu? Tức là khi chúng ta rót vào cái chiều cao là h, đúng nào? Cái lượng nước nó chứa chỉ chiều cao là h thôi, thì thể tích nước còn lại trong can là bao nhiêu? Can ban đầu đang có 10 lít. Bây giờ rót ra cái bể hình lập phương này thì chúng ta sẽ áp dụng công thức là để xem nó đã rót ra bao nhiêu lít, đúng chưa nhỉ? Các bạn nhìn phần nước rót ra chính là cái phần màu xanh ấy. Phần màu xanh này cũng tạo thành một hình lập gì? Hình hộp chữ nhật thôi, đúng nào? Thì ở đây ta sẽ tính thể tích là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, và chúng ta sẽ tính được như sau. Thể tích nước trong can ban đầu là 10 lít, 10 lít thì sẽ bằng 10 decimet khối. Thể tích nước trong bể khi mực nước có chiều cao là h. Muốn tính thể tích ở chiều cao là h, chúng ta nhận thấy nó có dạng là hình hộp chữ nhật. Ta lấy diện tích đáy, đáy là hình vuông bởi vì đây là hình lập phương mà. Thì diện tích là 20 x 20 và nhân với chiều cao là h, vậy ta được là 400h, đơn vị là cm khối. Và ở đây thì phải đổi ra cùng đồng nhất đơn vị là decimet khối. 400h cm khối thì bằng 0,4h decimet khối. Và khi đó thì có 10 lít thì tương ứng với 10 decimet khối, mà đổ ra 0,4h decimet khối, như vậy còn lại chúng ta thực hiện phép tính trừ. Vậy thể tích trong nước trong bể bằng thể tích nước trong can rót ra, nên thể tích nước còn lại là lấy 10 trừ đi 0,4h, đơn vị là decimet khối. Vậy ở đây chính là một bài tập thực tế để thể hiện ra các cái phép toán, đúng nào? Chuyển sang đến bài tập số 5. Bạn Minh cho rằng tổng của hai đa thức bậc 4 luôn là đa thức bậc 4. Bạn Quân cho rằng hiệu của hai đa thức bậc 4 luôn là đa thức bậc 4. Hai bạn Minh và Quân nói như vậy có đúng không? À, phép cộng hai đa thức bậc 4 liệu có phải ra bậc 4 không? Hay là có thể chỉ là ra bậc 3, bậc 2 hay là bậc 1, đúng nào? Tương tự hiệu cũng vậy, thì chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra nhé. Minh và Quân nói như vậy là sẽ không đúng, do tổng hoặc hiệu của hai đa thức bậc 4 có thể không phải là đa thức bậc 4. Giải thích thì cô chỉ cần lấy ra một ví dụ thôi. Bạn Minh và bạn Quân nói rằng tất cả luôn là như thế, bây giờ cô chỉ cần chỉ ra một ví dụ vi phạm thôi. Cô ví dụ AX bằng X mũ 4 cộng 1, BX bằng trừ X mũ 4 cộng 1, cô xin lỗi, cộng với X mũ 3, CX bằng X mũ 4. Thế thì ở đây cô có nhé, AX là đa thức bậc 4 rồi, BX cũng là đa thức bậc 4 rồi, bởi vì số mũ cao nhất của nó là 4 mà. Khi cô thực hiện cộng hai đa thức này lại, X mũ 4 cộng 1 cộng với X mũ 4 trừ X mũ 4 cộng X mũ 3. Phá ngoặc ra cô được X mũ 4 cộng 1 trừ đi X mũ 4 cộng X mũ 3. Đến đây thu gọn, X mũ 4 trừ X mũ 4 nhóm với nhau cộng với X mũ 3 cộng 1. X mũ 4 trừ X mũ 4 là hết, đúng không nào? Không cần viết nữa, đây chỉ còn X mũ 3 cộng 1. Và rõ ràng là tổng của hai đa thức bậc 4 này là một đa thức có bậc là 3 chứ không phải bậc là 4. Nên là bạn Quân nói như thế là không đúng. Tương tự cô cũng thực hiện phép trừ. AX trừ đi CX, AX đúng là đa thức bậc 4 rồi, CX cũng là đa thức bậc 4. Vậy thì đây cô thực hiện phép trừ. Và đây là nhóm X mũ 4 trừ X mũ 4 cộng với 1. X mũ 4 trừ X mũ 4 là 0,
đúng là không cần viết nữa, vậy chỉ còn một thôi. Và như vậy đa thức này là không chứa x nên gọi là đa thức bậc 0, chứ nó cũng không phải là đa thức bậc 4, đúng chưa nhỉ? Vậy thì bài tập số 5 cũng đã kết thúc nội dung của bài học này. Thì về nhà các em có thể xem lại bài để chúng ta ghi nhớ kiến thức một cách tốt hơn nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.